Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim AnnDrop nhận được 100.000 đồng token NFT Market Spec Studio token nhé. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 10 tỷ, đã có 2.585 tài khoản holder, đã phát sinh 4.919 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimAnnDrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả bên trên nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng ví MetaMask hoặc ví TrueWallet. Ở đây các bạn có thể sử dụng copy contract này ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví TrueWallet của các bạn. Các bạn thêm vị trí tên token vào ví của mình. Ký hiệu LFTM, số token là 9 nhé. Nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được vị trí token vào ví, các bạn quay trở lại website claimAnnDrop.net vừa nãy. Tìm tới bước 2, link rút gọn đây, nhấp vào đây để nhận token. Rồi, các bạn trong số phần dưới này nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra để mua cái đồng token này. Giá là 0,012 BDB sẽ bằng 1.500.000 đồng token. Thì các bạn cần làm thì các bạn chấp vào dây trên phần này nhé. Yêu cầu là FTM ở đó, các bạn chấp vào đây. Đó, yêu cầu kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví ga là 0,000528 BDB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimAnnDrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng cấp cần mới nhất trên nền mạng Binance Blockchain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 100.000 đồng token LFTM. Thì các bạn có thể đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.